kia bà bãi. Ai biết? Trời ơi, cái bà kia bà dùng rác nhà tôi vô bộ nào? Mày vô bộ nào? Đừng có quýnh nhau mà. Ây da, ui da, ui da, đừng có quýnh nhau. Nghe, ui da, trời quýnh tôi đi. Ây da, ui da, ui da, ui da, ui da. Làm đánh cái gì vậy? Tao bỏ tật gì đánh nó dữ vậy? Trời, con người ta khờ mà cũng chấp con người ta làm sao? Quýnh siêu nhân quá trời luôn. Có đau không? Con đau quá trời quá đất luôn. Dạ thôi không sao, không có bị gì là hơi. Buồn xã hội nó buồn quá ông Tư. Vậy, nhiều lúc ông Tư thấy gì cũng muốn thoát khỏi cái xã hội này ghê đó. Một cái xã hội tính là xô bồ, xô bộn, xô xác, xô đẩy, xô chậu, xô bích, mệt mỏi khỏi thi nữa đi con. Cái gì vậy? Nó bậy bạ xô khỏi thi là sao? Chứ sao con? Con nói ông Tư nghe nhiều khi con muốn thoát cái xã hội năm Tư. Một cái xã hội bon chen, bon sai, bon sô cô la sữa gà, kem chuối nhủi rớt luôn. Ủa con muốn rớt? Con không biết con nói gì luôn á thiệt. Thôi mà con khờ quá con, mà con ngu điện đòi rớt là sao con? Đứng đây đi, coi khách vô kêu cà phê cho ông Tư. Nóng cái áo này nóng. Ủa tính tiền, ủa sao mọi người đi hết rồi chưa ai tính tiền gì vậy? Ôi trời ơi. Ủa nãy đông lắm sao đi hết trơn rồi? Dạ bạn con hết á. À mấy người nãy bạn con hết trơn á hả? Dạ. Thôi giờ tính tiền cho ông Tư nghe. Dạ. Ờ sáng giờ bé ăn gì vậy? Dạ, một tô hủ tiếu một cục xương, một tô hủ tiếu hai cục xương. Với lại một tô hủ tiếu thịt với bò viên, một tô hủ tiếu có thịt không có bò viên, một tô hủ tiếu có bò viên không có thịt với lại ba dĩa bánh bèo. Nó cảnh cáo mày nha. Nó mốt có dắt bạn tới ăn thì 10 đứa ăn một món chung thôi. Dạ không được, nó thích cái gì thì nó ăn cái đó thôi chú Tư. Ăn chi đa dạng ngôn hầu rồi bây giờ tao không biết tính làm sao. Dạ. Có tính giùm coi thờ. Có tính chết luôn, để tính coi. 6 tô hủ tiếu, 1 tô hủ tiếu, 2 cục xương 18 ngàn, 1 tô hủ tiếu, 1 cục xương 15 ngàn, 1 tô hủ tiếu, thịt bò viên 13 ngàn, 1 tô hủ tiếu, không thịt không phải có bò viên 10 ngàn, 1 tô hủ tiếu, có thịt phải có bò viên 10 ngàn, 6 x 10, 60, 8 x 5 x 3 là 16, 16 x 6 là 76 ngàn, 76 ngàn, 3 cái bàn, 3 cái bàn, 1 cái bàn 20 ngàn, 3 cái bàn là 60 ngàn, 16, 10, 10 mấy cái ghế, 10 cái ghế, 6 cái ghế, 1 cái ghế 15 ngàn, 6 ghế là 90 ngàn, 90 ngàn, cộng 6 cái ghế là 150 ngàn, 150 ngàn, cộng 121 ngàn là 171 ngàn, cộng lên tiền xe mặt bằng là 1 triệu nữa, cộng lại là 1 triệu 701 ngàn. Chết tôi rồi. Trời ơi anh ơi anh vậy đi. Trời ơi vậy anh ơi. Ông Tư tính tiền chứ mới sang mặt bằng con. Trời ơi. Con bây giờ con đừng có tính bằng lời nữa. Con tính nhẩm đi là nãy giờ hiểu hủ tiếu hết nhiêu tiền. Dạ dạ. Nhẩm trong đầu này được. Tính là bao nhiêu vậy anh? 121 ngàn. 121 đó con. Dạ. Dạ thôi thôi chú đi cảm ơn anh. Ê khoan con. Dạ. Nó mới tính tiền đồ ăn thôi, tiền nước nữa chi. Nhưng mà hên đi con nghe. Ngày hôm nay quán của ông Tư khuyến mãi nước. Ủa khuyến mãi hả? Khuyến mãi tới nóc luôn. Ôi vậy thôi khỏi trả rồi đi về. Không, khuyến mãi phải miễn phí rồi không trả tiền. Nó có tính. Không ghê. Nó không thiệt luôn. Nghe tao tính nè. Hồi nãy là như là 4 ly cam giác ly 15 ngàn tao giảm 15%, 3 ly sữa đá là ly 8 ngàn giảm 81%, còn 3 ly chanh dây ly 12 ngàn giảm 21%, còn 5 chai nước ngọt nữa tổng cộng 10 ngàn chai. Mày giờ tao tính mày giảm 17%, chứ thứ 2 giảm 15%, chứ thứ 3 giảm 13%, chứ thứ 4 giảm 19%, thứ 5 là trả góp không lãi suất. Chú ơi, thôi bây giờ làm ơn là chú tính giá gốc giùm con nha. Chú bỏ qua cái việc khuyến mãi giảm giá luôn đi. Ông Tư khờ con thiệt luôn á. Bây giờ tổng cộng là bao nhiêu ly? Ra 15 ly đó. 15 ly thì bây giờ ông Tư quy là 15 ly trà đá đi, 1 ly 500 là 8 ngàn trả đi. 8 ngàn. Con ơi, cam giác ông Tư là hết 18 ngàn ly. Đưa tiền vô chứ rồi để khó tính. Tao đi quy định 500 một ly đi cho nó dễ tính. Tao nói bao nhiêu lần rồi cũng nhờ vậy mà từ quán lớn xuống quán nhỏ rồi không nghe. Tao kể qua đưa 8 ngàn đấy. Dạ em có 10 ngàn. 10 ngàn hả? Dạ. Thối 2 ngàn ông Tư. Thối cho người ta đi đừng có ăn cắp giặt nha. Sáng giờ hả? Sáng giờ toàn tiền chẳng không có tiền lẻ. Đưa đây, đưa 10 ngàn đấy. Nè cầm về đi rồi bữa nào rảnh rảnh qua trả cũng được. Được, được, được. Dạ, 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 con chào hai chú cháu siêu nhân con về dạ. Con ơi, nó về sao ông Tư đòi tiền nó được con? Sao đâu người trong xóm mà ông Tư ơi. Không có, nó khách giảng lai, ông Tư không biết nó là ai luôn á. Thôi vô làm đi con phá, đồ này nọ rồi đi. Mỗi lần nó muốn làm siêu nhân là tôi hết tiền đi siêu thị. Bác Tư, anh Khờ, hai người ăn gì chưa vậy?
gì anh con? Anh có xôi cho bác Tư một gói nè. Anh khờ, làm gì vậy? Nè, cho xôi nè, có lấy không? Không lấy đi à? Để đưa xôi đây. Nó nghe nè. Dạ. Nó thích bay đó. Bác Tư chọc con hoài hả? Trời. Anh khờ. Nghe. Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đó. Khờ cũng có nhiều chuyện muốn nói với Linh lắm. Vậy hả? Linh có nhiều chuyện gì mà muốn nói với Khờ vậy? Anh Khờ. Con nghe nè. Em đi làm nha. Nha. Trời ơi con bé ta nói đẹp lai láng mà duyên dáng con phân à. Thôi vô đây phụ ông Tư pha cà phê nha con nha. Nóng tụi quá. Bay tản ra đi, tao đi hỏi đường. Mấy người làm gì tôi vậy? Làm gì? Làm gì? Nó khờ mà chơi cú này chắc học ngu luôn quá. Mấy người biết gì cuộc đời của tôi chưa? Biết gì cuộc đời của tôi chưa? Mày có bị điên không đời mày? Mày biết mắc mới tao biết. Tự nhiên mày hỏi tao. Sao không biết? Tại sao không biết? Tại sao không biết? Biết không? Biết không? À, không. Tại sao không biết? Tại sao không biết? Phải biết. Biết. Biết cái gì? Biết cái gì? Từ nãy giờ mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Mày bị khùng. Ghê chưa? Chào cậu. Cậu học ca mấy? K17. Còn cậu? K19. Thì là mình chung khóa đó. Hả? 17, 19 chung khóa hả? Cứ cho là chung đi. Bao lắm đó. Thì ra bọn họ là học sinh cùng khóa. Có lẽ lúc này họ cần ở không gian riêng. Cậu đi đâu đây? Gặp cậu tôi vui quá. Tôi cũng vui. Cậu có thể chỉ cho mình một con đường số 25 nằm ở đâu được hay không? Dễ lắm. Khu này của mình mà. Bạn cứ đi thẳng. Thấy cái chỗ đó không? Thấy. Đó, ngay cái ngã tư. Đèn xanh đèn đỏ. Quẹo phải. Quẹo phải nha, đi thẳng lên một chút xíu gặp ngã ba. Quẹo trái. Đi lên một chút xíu nữa, bên tay phải có tiệm internet. Vô internet đăng nhập Facebook, đăng status hỏi đường số 25 ở đâu ở dưới tài chỉ. Ủa vậy đó còn ai chỉ mình ta? Bà internet bà chỉ đó. Ồ, cảm ơn bà. Mình đi đi. Mà khoai đã. Tìm đường số 25 làm cái gì? Mình đi kiếm người yêu của mình. Chuyện tình của bạn mà kể cho mình nghe đi. Ra đây ngồi uống với mình một ly cà phê. Được. Rồi tâm sự chuyện người yêu của bạn được không? Được chứ. Ngồi đây nha. Ê nhỏ, cho hai ly cà phê. Tâm sự đi. Chuyện tình của mình liên quan tới một con heo. Bạn biết không? Người yêu của mình tên Cám. Người yêu bạn tên Cám. Mà mình để ý con chị tên Tấm. Chỉ vì một con heo mà hai chị em nó giận mình luôn. Con Tấm, con Cám có dính tới con heo. Đúng. Nó làm cái gì bậy vậy ta? Câu chuyện là như thế này. Con Cám có một bầy heo. Bầy heo của con Cám thích ăn cám của con Tấm mà không thích ăn cám của con Cám. Một ngày nọ, con Tấm đi mua cám mới. Con Cám liền thấy con Tấm đi, liền bỏ cám của con Cám vô cám của con Tấm trộn cho heo ăn. Bầy heo biết được, lựa cám của con Cám ra cám của con Cám, lựa cám của con Tấm ra cám của con Tấm. Cuối cùng ăn hết cám của con Tấm mà không ăn cám của con Cám. Con Cám tức giận. Con Cám không cho heo ăn cám của con Cám, cũng không cho heo ăn cám của con Cám. Cuối cùng hai chị em giận nhà, giận mình luôn. Ông Tư gọi con chiếc xe đưa con vô bệnh viện gấp luôn ông Tư. Sao con? Câu chuyện nó sắn não con luôn rồi. Mày lớn mày chứ ngu mày. Con người ta khờ mày làm nó khùng thêm nữa.
Con ơi, con vô có vấn đề nào, con mâu thuẫn con kể liền đi nè. Dạ bây giờ con đi tìm người yêu của con. Tìm người yêu. Yêu là tắm hay là cám? Tìm con nếp. Không dính một cái gì luôn á. Bạn muốn nghe chuyện của con nếp không? Thôi hỏi đi. Tao chưa đủ làm cho mày vui hay sao mày còn tính kể con nếp nữa? Thì mình muốn tắm. Mày yêu chi nông sản quá. Tự nhiên Nam Tư thấy con hết khờ đột xuất. Ông ơi, nó bực, nó làm cho con khờ thấy nó con rối nó luôn. Bây giờ con nếp là nó ở đâu? Bây giờ ông Tư chỉ cho con nè. Là con nếp nó ở đường số 25 đó. Đường số 25 đúng không? Ừ. Giờ ông Tư chỉ thẳng thừng nè. Đi thẳng, bỏ hai ngã tư thứ ba là đường số 25. Sao con qua cái miệng của ông Tư đường nó ngắn ngủn vậy trời? Sao nó gần vậy ông Tư? Dễ lắm con đi đi con. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông Tư. Chào bạn. Ừ. Tôi đi đây. Ừ, đi đi, đừng gặp lại tao nha. Tao sợ mày quá. Tôi đi đi bạn. Thằng này mà chung lớp con là con bầu nó làm lớp trưởng luôn á thiệt. Nó nặng quá. Ta thấy đóng thùng mão bông là tao nghi rồi. Thiệt. Thôi dọn đồ cho đi ông Tư. Ê Linh kìa. Em buồn ông Tư lắm. Mặt Linh có chuyện gì buồn kìa ông buồn, Tư buồn, buồn hả? Linh ơi, sao buồn vậy con? Kể ông Tư nghe con, sao con buồn con? Cuộc đời con bất hạnh lắm ông Tư ơi. Bất hạnh lắm hả con? Dạ. Sao con bất hạnh? Để con kể cho ông Tư kia. Kể đi con. Lúc con vừa mới sinh ra đời, người ta đánh con như trối chết. Ai đánh Linh vậy? Nói khờ nghe, khờ đánh lại người ta cho. Bác sĩ đánh. Sao bà này hình như là có gặp thằng kia hay sao bị lây lây không? Đó. Thấy nó hơi lây lây vậy đó. Thôi đi anh khờ. Nãy giờ em giỡn với anh đó, nãy đọc chuyện tôi Lâm mắc cười quá vậy, kể cho hai chú. Trời ơi. Tao chuyện tiếng Lâm luôn hả? Nè, bây giờ con về sớm á là để con vô con lấy đồ rồi bác Tư của mình nó đem phát cho bà con ở đây, ai không có đồ ăn thì mình cho anh ta ha. Linh nhớ cho bác cơm từ thiện. Dạ đúng rồi, bây giờ con vô hả? Nhớ cho khờ chở Linh đi vác cơm nha. Thiệt không? Thiệt. Chở đi nha. Nhớ hứa lần sau đừng ôm tôi được rồi. Ôi. Đi vô lấy cơm nè. Ở vô phụ con. Bạn thân. Cái gì vậy? Bao. Camera chết. Tránh vào một bên. Cái gì vậy? Ê. Sao vậy? Ủa cái gì vậy? Ê mày làm gì? Mày làm gì? Đậu nhỏ mày. Thì ra là mày làm cái gì? Trốn vào đây rồi. Buông ra. Con làm gì vậy? Mày nhắm. Mày trốn tới được bao lâu? Hả? Có gì vậy ông Tân? Con ơi! Tân! Nó là ai mà con trốn nó vậy? Nó là ai? Giang hồ! Giang hồ? Ủa không phải bạn học con hả? Ủa giang hồ thì nó kiếm con chi? Con làm gì nó kiếm con? Nó là gái điếm đi cái khách kiếm tiền cho tao đó. Gái điếm? Vậy thôi. Buông ra! Sao? Cái kỳ ông Tư gì là sao? Chuyện người dân nước lạ con đừng có xen vô con. Nó đánh con đó. Tao có cái áo tràng, tao là siêu nhân nha. Mày là siêu nhân. Tốt. Sợ siêu nhân. Thấy chưa? Ông Tư thấy chưa? Nó gặp siêu nhân mà áo tràng nó thành công chúa bong bóng luôn. Cho bắt tài cái đi. Mày siêu nhân hả mày? Mày siêu nhân hả mày? Đi à? Lên! Mày! Lúc nó! Lên! Chơi dao à? Tao Tư. Sợ lắm, sợ dao lắm. Mày biến đi. Biến. Tôi không thể biến được bởi vì tôi có ba người, còn ông có một con dao thì làm được gì tôi? Bà con ơi, bà con làm sao mày? Bà con ơi, đánh người nè. Đánh người giết người nè bà con ơi. Quay, gì đâu vậy? Oh. Chê đau miếng yếu ha. Được. Ông coi chừng tôi đó. Tao sẽ quay lại kiếm mày. Rút. Trời ơi. Đau không con? Đau quá ông Tư. Trời ơi. Con đau quá. Chú Tư ơi, có chuyện gì vậy chú Tư? Giang hồ nó kêu tới con ơi. Nó đánh con cờ nè. Ủa trời, mà chơi ngu rồi bị nó đánh là phải rồi. Giang hồ nó kéo tới kêu tụi tôi ra đây làm chi? Rồi nó nhớ mặt tụi tôi hả? Nó kéo ra đây rồi nó quýnh tụi tôi làm sao? Trời đất ơi, rảnh quá, đi về đi. Trời ơi.
mới đã nhập cư vô đây mà bây giờ rắc rối quá à. Chịu không có được cái xóm này à. Đi về. Đợi. Mấy người không có tình làng kìa xóm. Anh Khờ. Tiên nhân của ông Tư nè. Nè, nghe ông Tư vậy nè. Ông Tư có bị nó quýnh không ông Tư? Ông Tư không sao hết con. Mấy lần có bị tụi nó quýnh không? Dạ không, em không sao hết trơn á. Linh nó không sao hết con. Tư buồn quá. Sao con buồn? Con ước mơ con được làm siêu nhân. Con có sức mạnh, con bảo vệ ông Tư, bảo vệ bé Linh, bảo vệ mọi người trong khu phố. Mà con còn không bảo vệ được bản thân con nữa. Con không phải là siêu nhân. Không. Con là siêu nhân. Con là siêu nhân của ông Tư. Con không bảo vệ được ông Linh. Con không bảo vệ được ông Tư. Con không bảo vệ được con. Nhưng mà con làm những cái chuyện mà ông Tư không dám làm. Con làm những cái chuyện mà những người trong xóm người ta tờ ơi, con không dám làm. Ông Tư, hôm nay con thực hiện được cái ước mơ của con rồi đó. Thực hiện được ước mơ của con rồi. Con là siêu nhân. Ông Tư không còn làm siêu nhân. Con là siêu nhân hả? Dạ, siêu nhân. Mừng quá ông Tư. Bây giờ chở siêu nhân đi bệnh viện đi, đau quá rồi. Cái Tứ nó rất là dễ thương. Tức là ước ở đây á, là ước một cái xã hội điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Ngày hôm nay em đóng vai một cậu thiểu năng thì rõ ràng nó ra cái người thiểu năng chứ không phải là ra cái người tâm thần. Anh rất là thích và anh có lời khen em. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh rất nhiều. Chỉ mới là tiết mục mở màn trong ngày khai trương thôi. Còn nhiều cái thú vị lắm. Món ăn ngon này nha. Phục vụ thì đẹp. Từ đứa phục vụ tới bà chủ cũng đẹp luôn. Bé Lệ đẹp. Bé Lệ biết mà. Đây con bé mannequin. Đây. Dạ. Sao kỳ vậy con? Má khách đồng phục cho cả đám múa mặc con mặc đồ lạc lòi vậy. Má này, con là con của má, con phải mặc đồ nổi hơn ta chứ. Ủa, má chỉ mặc đồ nổi không? Nghi lắm mà. Lúc này á quen thằng Hậu. Mày đặt xích xa, xích sọn hẹn hò, máu dài, áo cưới, đồ. Má này, con thương anh Hậu thiệt mà. Lại đây, má nói cho nghe. Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Tăng, 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 tăng. Mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Tăng, 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 tăng. Nè, má cực khổ nuôi con từ nhỏ tới lớn, nghe lời má nghe không? Dạ. Đi vô đi, lát chừng nào có khách mới á, má kêu. Dạ, thưa má, con vô. Trời, thấy gớm không nè. Dạ, mọi người kêu mới ăn đi, dạ, dạ nè. Khách ơi, vào quán Bé Lệ đi nè. Bé Lệ. Tại sao khai trương quán mà không mời tôi? Ai vậy? Hải Hùng Bolero nè. Tay ghê quá hả? Ủa, mấy chục năm mới gặp luôn á. Chúc nhớ. Bạn nhớ lắm luôn á. Bụ. Bà chết. Đổ nước làm tới hả? Thầy cố thiệt cái trời ơi. Đâu tôi năm nay mà giờ mới về với tôi vậy? Tôi lên Sài Gòn, tôi đi hát, tôi kiếm anh Phong. Anh Phong? Kiếm hoài, kiếm được. Đừng có nhắc tới con người phụ bạc đó nha, nha. Người đàn ông phụ bạc, bà nhớ không? Vì cùng yêu một thằng cha tên Phong đó nha. Mà chị em mình á tình cảm tan vỡ. Đi lên Sài Gòn cưới vợ có con hết rồi, đừng có nhớ tới người ta nữa. Ủa mà nè, giờ này sao rồi? Thì nè, nhìn kỹ đi. Đó, lúc mà bà lên Sài Gòn rồi đó, tôi đi hát có mình nên nè, đám nào cũng hát hết trơn á, dành dụm tiền bạc làm nên quán Bé Lệ này nè. Ồ vậy hả? Dành dụm tiền bạc làm món nhậu hả? Sao không dành dụm tiền bạc sửa đây răng cho bớt hô đi. Để
cũng tỉnh sữa rồi. Mà nghĩ lại để hạp răng chống âm binh cô hồn. Trời ơi, dữ gì trời. Dữ lâu gì? Ngày gặp lại những xéo sắc như xưa. Xéo sắc gì? Con người con ngợm không? Không học gì mà bỏ tiền học lời ăn tiếng nói đi. Đút cái chữ vô não giùm cái. Lo diện đồ. Thôi trời mà. Ơi, cái đèn giao thông biết đây gây chuyện. Ủa, sai tôi là vậy? Sao kỳ vậy? Bớt tỉa xói nhau lại. Tôi hết xéo sắc rồi, mềm mại là rồi. Chi vậy? Muốn lấy chồng rồi. Ờ. Ai lấy? Kệ tôi, mắc cười quá à. Thôi nè, biết sao không? Về này, có quán rồi, có nhà có cửa rồi. Về ở với tôi. Đời cho em mình khổ lắm. Về già đó, đâu có ai đâu mà lo. Đúng có rồi. Chỗ nương tựa. Đúng rồi. Tôi tự xây cái quán nè, để yên phận cuối cuộc đời của mình. Ê, vậy bà cho tôi phụ bà đi. Ở đây với tôi luôn nha, hứa không có đi nữa nha. Hứa mà. À, mà. À cái gì bên đây? Vô đá. Ăn cái gì? Vô đá. Ôi, trời đất ơi. Giao đá có bà ấy đứng lại coi. Trời đất ơi, hai đứa này sao gì lớn là mà không biết suy nghĩ gì trời. Da u đá bây giờ ăn ghê lắm, bị ung thư đó. Ủa vậy? Cái gì? Hả? Gì? Ung thư gì bậy bạ vậy? Da u đá tôi tự mua sữa, mua đường tôi pha, đút vào tủ lạnh đó. Rồi bà mua đường, mua sữa ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư đó. Đi về đi, đừng có ăn, đi đi. Dạ, cho tôi hủ tiếu sườn. Ăn mà không biết suy nghĩ gì, ăn ba cái đó là ung thư chết. Ung thư cái gì? Hủ tiếu sườn nha, sườn heo tôi tự tay tôi hầm xương đó. Chưa kể con heo tôi tự tay nuôi lớn luôn. Trời ung thư gì đây trơn á. Trời ơi, trời ơi, bà ghen quá. Ghen gì? Rồi cộng hủ tiếu mà mua ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư luôn đó. Ung thư luôn hả? Đi về đi mấy đứa ơi. Ghê quá. Anh nói giỡn á. Đi về đi. Ê, tính ra tôi hay quá. Thôi. Tôi hay thiệt á, tôi vừa vô tôi hải hùng kia, tôi giúp quán, cái quán đang đông vui tự nhiên vắng hoe hết luôn. Cái gì vậy? Hả? Hơi nhanh đó. Rồi đó, nhạc sĩ Trường Sơn lên. Tôi hải hùng với hải hùng luôn đó. Sao tự nhiên chửi tôi? Hải hùng bây giờ muốn sao? Muốn là tưng bừng khai trương lặng lẽ đóng cửa phải không? Hả? Bữa nay là ngày khai trương này của cô Lệ nè, làm vậy là chết rồi. Chết rồi, biết không ở đây? Ai vậy? Buồn quá Sơn ơi. Cô Lệ nè, tôi thông cảm cho cô. Ừ. Khai trương mà gặp quỷ này là chết rồi. Ừ. Bữa trước ông Sáu á, bác cháu dịch nghe, mới khai trương hôm qua ủng hộ cái bán 3 ngày đầu khách đông, ngày thứ tư bán luôn cái quán. Đó. Ừ. Đi đi. Bây giờ nào bữa nay tôi bán thân luôn không? Dễ lắm. Nhưng mà tôi bây giờ biết sao không? Tôi ủng hộ cô, tôi dắt bạn gái tôi ghé đây rồi. Đúng rồi. Đó. Im nha nè. Em ơi. Im nha. Ghé đây. Dạ, im hay chưa? Biết rồi. Đây. Mày cầm đi. Nè. Quán của anh cô Lệ. Anh. Em ghé đây đi. À. Chào chị. Đó, chào chị. Bữa nay ghé quán của Lệ ủng hộ đi, mới khai trương phải không? Nè, anh đi tiếp khách nha không? Biết rồi. Vô trọng chuẩn bị đặt order báo cho em. Ê, nó nghe đó nghe. Cấm ung thư ung thiết. Đồ ở đây là đồ ngon. Dạ. Đồ ở đây cô Lệ làm ăn gì? Im coi, đồ uy tín lắm, ăn một viên không? Anh ăn ăn em ăn. Không. Em ăn gì cũng được. Ăn gì? Cũng được. Từ từ đi. Mày chĩa một cái tao quánh mày chết luôn đó. Em ăn cái gì cũng được. Vô đi, không có kêu muốn ăn giống như ăn thịt nha vậy, muốn ăn thịt tao ăn thịt tôi nè. À, thịt lấy bóng sao? Đi! Bây giờ ăn gì? Hai tô hủ tiếu. Trời ơi trời. Nè tôi nói nghe nè, mấy người này nên bỏ đi. Đừng bao giờ quen. Sao hả chị? Hai người sắp về sống chung một nhà với nhau rồi đúng không? Dạ dạ. Vậy dạ. Mà kêu hai tô hủ tiếu phân biệt vậy. Ăn sợ động môi động đũa sợ lây bệnh hả? Bỏ đi. Trời đất ơi, bây giờ dạ. Hai người vô kêu hai tô là đúng rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi, em không ngờ con người anh. Anh thì ra anh kỳ thị em đúng không? Anh sợ đụng muỗng đụng đũa với em chứ gì? Không phải, ý của anh không phải là vậy. Chứ sao? Không, cho một tô đi. Ôi trời ơi, trời ơi, quen nhau mà kêu kiệt ăn có một tô. Trời ơi, đại gia kỳ vậy. Trời ơi. Thì ra tôi bỏ đi. Thì ra con người anh tính toán chia ly với bạn gái như vậy. Anh kêu kiệt quá, tôi chia tay anh á. Không có phải. Trời ơi, bà nói giùm tôi một tiếng đi. Thôi được rồi, gái ơi gái, thì cái mới có là chọt chút xíu thôi mà banh nhà banh cửa rồi. Tôi giỡn đó. Thật sự ra tôi vô tôi nhìn cái tướng này tôi thấy là nhân tướng là rất là tốt. Bà có biết coi bói luôn. Biết coi bói. Coi tôi khỏe rồi. Bây giờ coi quá mà coi bằng cái gì nè? Bây giờ tôi coi bằng bolero. Bolero? Ừ. Rồi, đây. Giờ hát đi, tôi giờ bỏ tôi hát bài nghe. Chỉ cần hát một bài thôi tôi nói cuộc đời của ông luôn. Rồi, đoán đàng hoàng nghe. Rồi, hát đi. Đời tôi đẹp trai nên đi đâu hay nó quá. Cũng ra hoài. Hay lắm. Vì tôi đẹp trai nên bao cô nó cứ theo hoài. Hay quá. Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay. Tôi không mà cần có tài mà tiền xài tôi có lai rai. Thôi được rồi, đoán rồi được rồi. Hát cái bài mà đẹp trai, thường thường đẹp trai là cuộc đời đó là dạ. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hai mặt. Tại thường thường đẹp trai là có rất nhiều người cua, rất nhiều người yêu, hiểu không? Có nghĩa là nay yêu người này, mai yêu người nọ, mốt yêu người kia. Đúng không? Bởi vì người xưa người ta có câu nè: họa hổ, họa bì, nan, họa cốt, chi nhân, chi diện, bức, chi tâm.
Quả hổ, quả bì năng, quả cốt là gì? Đừng hỏi mấy câu đó tôi không có biết đâu. Vậy còn tri nhân, tri diễn, bất tri tâm? Cái đó tôi biết. Có nghĩa là biết người, biết mặt mà không biết lòng đúng không? Ô trời ơi, giải thích kiểu đó ra ngoài đường người ta cười vô mặt. Chứ sao? Giải thích cái kiểu gì mà kỳ cục? Có nghĩa là này, tri nhân, tri diện, bất tri tâm là gì? Nghe rồi học hỏi mới mốt ra giải thích cho người khác nghe chưa? Ừ. Chi là gì? Chi là gì biết không? Là biết. Chi là biết, nhân là người, diện là có người biết ăn diện, bất là không, tâm là tâm xỉa răng. Câu đó có nghĩa là người biết ăn diện thường không dùng tâm xỉa răng. Có nghe chưa? Vậy là cuối cùng là tôi sao? Nói chung là con người này sợ Khanh lắm, bỏ đi, đừng bao giờ đeo với con người này nữa. Bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay anh là con người sợ Khanh như vậy. Tôi không biết, tôi chia tay anh, chia tay đi. Không phải, em tự bà đó nghe. Bà ấy dễ bị chửi luôn. Bà có chừng tôi đó. Vừa vô xài xể tưởi chui làm chi? Sao rồi nè? Bà ăn. Ôi, đi đâu hết rồi? Không ấy, bà cầm sổ đổ bà sang quán đi, chứ bà kêu tôi về là một thiệt hò lớn với bà đó. Tôi quá sợ cái xóm này. Trời ơi, kỳ quá ha. Chắc đi hết là tiền vốn nó bù lại. Thôi đừng có buồn nữa. Má ơi, má ơi giúp con với. Ủa, Thím Mãi Hùng mới tới hả? Má ơi giúp con với má ơi. Thím Mãi Hùng, sao Thím tới đây vậy? Má ơi, má giúp con với má ơi, nguy cấp lắm rồi. Mày cháu trả lời chứ không. Giúp chuyện gì? Bây giờ á, má làm má còn Thím Mãi Hùng làm ba nha. Gì vậy bà? Những ba má gì đây? Vụ dạ. Gì? Vụ gì làm ba làm má? Ba của anh Hậu hôm nay lên coi mắt của con. Sao giờ mới nói? Sáng giờ lo khai trương quên mất tiêu nè. Vậy? Tao mệt quá, đi ba má gì đây? Bây giờ, thôi được rồi đi. Thôi được rồi, để Thím ba làm ba cho. Dạ. Nhưng mà Thím bây giờ đâu có đồ đâu mà mặc mà làm đàn ông. Dạ, đồ nè Thím. Trời, nó canh luôn á, nó làm như là nó muốn tôi làm đàn ông trở lại đó. Thôi giúp con gái mình mà hiểu không? Đi, đi, đi vô đi, mà thay đồ. Đi hai nè. Đi vô thay đồ nhanh trời đi. Trời ơi, thiệt khổ ghê đó. Trời ơi, mày vô lẹ lên coi. Lẹ lên, cái thằng quỷ này. Đi qua cái cầu vườn qua cũng không được nữa, mày đặt đi cưới vợ. Tía ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ, cái gì người lớn nó không có cãi ok. Con chưa nói gì hết luôn á. Ông chưa nói hả? À? Vậy tao sai ok. Ok. Bây giờ mày tới nhà con bạn gái mày chưa? Hình như là ở đây đó tía. Lan ơi. Dạ. Ủa, anh Hậu. Lan. Dạ, con chào bác. Để con mời ba má con ra. Ok. Ba má ơi, ba của anh Hậu tới rồi nè. Và bây giờ là họ nhà gái. Má tôi tên là Nguyễn Thị Bé Lệ. Năm nay, má tôi vừa tròn 52 tuổi. Và tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ hai, là ba của tôi. Đúng rồi. Ba tôi tên là Quỳnh Hải Hùng. Ba của tôi năm nay vừa tròn 19 tuổi. À cha, bên nhà gái giới thiệu hoành tráng quá ha. À, ba mẹ con đây đó hả? À, chào ông anh. Cái gì? Đẹp quá. À, cái gì vậy? Ông nó đẹp quá, đẹp quá. À, chào ông anh. Tôi tên Phong, quê ở Vĩnh Long, nhà cạnh một dòng sông. Ngày xưa có hai người đàn ông muốn lấy tôi làm chồng, nhưng tôi đã phụ lòng bỏ mặc dòng sông, quyết sống cuộc sống lông bông. Bây giờ tôi đã thỏa lòng. Xong, tôi đã nói xong. Quốc ngựa chi phong. Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh đây. Chiều sương hay là khói thuốc bay, anh không lại em nhủ lòng sao đây. Anh cứ hẹn chiều mai mà sao không thấy anh, hững đi vào đêm, đợi một giây bắn một thế kỷ sau. Em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Hải Hùng, Bé Lệ, đi đâu đây? Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Em ơi! Ơi! Ơi!
vì lời ta từ lúc anh ra về. Giang ra đi. Con này có đẹp mang. Cướp bồ. Cướp bồ. Hai người làm gì vậy? Anh không hẹn ở đây, rồi sao đối xử với em vậy? Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em vậy khi hẹn em ra đây? Vậy mà cũng dắt. Ừ. Dài quá. Thôi bây giờ em về trước đi. Rồi xíu anh ra anh gặp em nha. Thật sự là tôi có hẹn hai người ra đây. Tôi muốn nói với hai người, thật sự là tôi biết hai người thương tôi. Tôi cũng thương hai người như anh em. Sở dĩ tôi hẹn hai người ra đây là tôi muốn nói, tôi muốn tạm biệt. Tôi phải lên Sài Gòn, tôi lấy vợ. Rồi chắc tôi ở trên đó luôn, tôi lập nghiệp. Anh không bỏ tụi em hả? Anh bỏ tụi em đi luôn anh Phong. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Anh Phong. Anh Phong. Em anh Phong. Phong. Em thương anh Phong. Một người đi với một người đi với nụ cười hát nhiều. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặn lẽ buồn yêu đừng nhiên. Ông đã nhớ chưa? Ông cho cha quên nắng râu rồi nè. Tôi không gả con gái tôi cho ông đâu. Đi về đi. Về đi. Tự nhiên đi. Gả con gái của ông cho tôi làm chi? Tôi nói gì kệ tôi đi. Tôi đâu có nhu cầu lấy vợ. Ai biết được. Người ta đuổi về cái ok đi về ok. Ba à, nhưng mà con yêu Lan thật lòng mà ba, không có về được đâu ba. Má, từ nhỏ đến lớn á, cái gì má cũng cưng chiều con hết. Để bây giờ con lớn lên, con có tình yêu, rồi má ngăn cản con. Vậy từ nhỏ má nhận nuôi con làm chi? Má không thương con hả má? Má! Dì ba! Dì bó tay được con à? Lan con, bác là bác chịu gả hậu cho con rồi đó. Nhưng mà để bác nói chuyện với hai bà, thì hai bà không chịu thì một năm, hai năm, rồi ba năm, rồi không ấy đợi tới 10 năm mấy bả chết rồi đi về lúc... thì đúng thôi, thì lúc đó mày tự do, mày muốn cưới ai mày cưới. Không có được đâu, đợi tới lúc đó anh Hậu ở thay lòng đổi dạ, anh không còn yêu con nữa làm sao? Em nói gì vậy Lan? Anh yêu em thật lòng mà, ok. Ok Lan, ok rồi hai người có ok không? Ông có chấp nhận nhiễm truyền thống ok không? Tôi giận lắm đó. Tôi cũng vậy. Tôi giận lắm á. Tôi gặp ông tôi giận lắm biết không? Tao nóng lắm rồi. Thôi mà. Đừng giận nữa. Tôi biết á, là ngày xưa tôi có lỗi. Tôi phụ tình hai bà để cho tụi mình không đến được với nhau. Thì bây giờ để cho tụi nhỏ đến với nhau đi, rồi tụi mình về chung một nhà. Hả? Một... làm xui. Xui. Vậy là đồng ý không ba má? Ok, okay. Yes. Yeah. 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 Trời ơi, cái gì mà điên vậy? Tổ chức đám cưới cho nó đi. Đưa đến nhau đi. Ngày hôm nay các em có cái ý tưởng, có đất để cho Lê Nam diễn. Tuy nhiên á, ở đây cái lời thoại chưa chắc, cho nên nó chưa làm cho chúng ta thỏa mãn. Nói Lê Nam có thay đổi hay không, em có dấn thân hay không trong cái cuộc chơi này, điều đó tôi nói có. Với chủ đề tôi hát, em đã cố gắng thể hiện được cái giọng hát của mình. Dù các bạn hát hay hay các bạn hát dở,
các bạn chịu làm là tôi đồng ý rồi. Mình hát để tự mình giải tỏa cái sự căng thẳng ở trong đầu óc mình. Ai cấm? Cảm ơn Lê Nam, cảm ơn Vũ Trần và cảm ơn tất cả những người bạn đã cùng hỗ trợ với em trong cái tiết mục này. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan. Mọi người về quê ăn Tết vui dữ hen. Về quê ăn Tết không? Trong cái mai về làm lộc ha. Thôi vậy nha, năm mới vui vẻ ha. Bye bye. Thì ở cái đường gây xe lửa này thấy mọi cuối năm thấy ta về quê ăn Tết vui gần chết luôn. Ủa kỳ ta, cúng mà thiếu con gà sao được. Thiệt tình đầu óc chỗ này lú lẫn quá. Vô lấy con gà đã coi. Nhanh đi bà ơi, trời ơi. Đàn bà con gái gì mà đi chậm chạp quá trời quá đất à. Đi chợ rồi mua mà có mấy món đồ Tết mà đi gì cả buổi vậy. Nè, bao nhiêu đồ ông quải lên người tôi hết. Tôi mà còn chỗ tôi treo ông lủng lẳng trên đầy rồi nha. Bà là trụ cột của gia đình mà. Ráng lo đi đó. Tôi không thương ông, cái lưng ông bị là tôi cũng không sách vậy đâu đó. Chồng rồi vô ông. Đây. À quên quên. Cái con búp bê á, để riêng ở ngoài nghe, để tôi ôm nha. Búp bê Trinh á. Gì? Búp bê gì? Con búp bê tên Trinh. Nè, vô soạn đồ đi. Nhanh đi. Ừ. Chuối. Chuối của ai làm rớt trên bàn vậy ta? Phải có cái con gà luộc ra rồi cúng rồi nó mới đó đó, một bên gà luộc rồi một bên chuối. Ủa tôi nhớ tôi mang ra rồi mà sao chỗ này đầu óc lú lẫn dữ trời. Cái chuối đâu rồi? Không đủ. Alo, vâng thầy ơi, yên tâm à, con mua vé tàu rồi. Vâng. Hơn 2 tiếng rưỡi nữa là con ra tàu rồi, thầy yên tâm. Vâng, năm nay về là con có quà cho thầy. Con mua hẳn một cái đôi giày hiệu thầy này. Đi xá về thì có quà ý mới nữa. Thôi, con kiếm cái chi con ăn cho nó ấm bụng mà con lên tàu nha thầy. Vâng, thôi. Ai mà vô ý vô tử để con gà trần truồng ở đây. Chả biết thương động vật gì cả. Chân chuồng để đấy nó lạnh lèo mà mình rắn. Thôi chui vào bụng ta cho nó ấm nè. Chuối đâu? Có ngàn mang lẻ chuối. Thôi ta cúng gà rồi, con gà mất luôn rồi. Ủa kỳ trời, cái xóm này đâu có bao giờ ăn cắp giặt đâu. Sao bữa nay có ai lấy không? Tôi bực bội rồi đó. Cái chân chỉ mà ồn ào rửa nữa. Phải. Nãy ông Tư đây nè, ông Tư có để ý à, nãy chuối với lại con gà. Quay vô lấy con gà, mất nãy chuối. Quay vô nãy chuối, quay qua, mất con gà. Thôi được rồi, chú Tư yên tâm đi. Ăn cho con một miếng đi rồi từ từ giải quyết sau. Không phải, cái nào? Đúng rồi không? Con hiểu không? Ba cái đồ cúng kiến. Vâng. Mình phải đợi cúng tâm mình ăn. Vâng. Mà ăn cứ cúng là có lỗi với ông bà. Có lỗi em. Nước tổ tiên. Vâng. Hiểu. Tại sao lấy con gà của ông Tư? Ông Tư dặn rồi, cái gì vậy? Đồ cúng là phải cúng cho tàn nha, xong rồi lấy ăn. Tao có tiếc mà cái gì đâu. Ý là con biết là chủ Tư kiểu gì cũng cho con ăn mà. Mà bây giờ con đời mà tàn nhãn thì tàu con chạy mệt rồi. Cái tật gì cũng được nghe chưa? Ông Tư có tiếc mày gì đâu. Mà chủ tốt với con, chủ cho con ăn nữa rửa. Con ở đấy là chủ à, chủ cho con nợ tiền phòng nữa. Chủ là rất tốt. Ý chán như là cái tên của chủ. Ừ. Chủ tên Xuân nữa. Đúng rồi. À. Ba má chủ đặt cái tên Xuân là muốn chủ lúc nào là cũng có mùa xuân, đúng không? Mày hiểu ý ba má đó. Chú rồi đó. Nhưng mà con chưa biết là cái tên cụ thể của chủ là chi. Lạc mất mùa xuân. Nghe cái tên chủ mà con nhằn nghẹn luôn á mình á. Thôi chú giỡn với mày thôi. Nè, chú nghĩ thấy cây mai chú dữ dằn không? Không, vâng, đẹp. Đẹp không? Phải đẹp. Đợt này ở lại ăn Tết chú tới mùng 2, mùng 3 Tết về chú làm. Thôi, con phải về với thầy Ú con. Năm nay là ở ngoài đỉnh rồi, để là bị lụt, mất mùa. Về thầy Ú móng con. Ở đi, chú lì xì cho mày. Thôi. Thôi, được rồi,
về với ba má đi, có năm mà sống xa nhà Tết nhất phải về với gia đình hiểu không? Dạ chú yên tâm đi, để con ba con dọn đồ mình á. Cái thằng kia, cái phòng nó của vợ chồng ta, mày vô chi vậy? Nghĩ ơi, Nghĩ gì mà ông đập cửa tôi ôm sùm vậy ông Tư? Phải, tại Nghị nó mới chạy vô, tôi sợ vợ chồng ông ăn gì đó rồi nó vô nó kỳ. Nghị nào chạy vô đây, cái phòng của tôi vợ chồng tôi đang soạn đồ không về quê. Không phải, nó mới ông chạy vô thiệt. Nó mới chạy vô đây tức thì. Thằng Nghị đâu mà thằng Nghị? Nghị ơi, Nghị. Kệ chú đi, chi vậy chú? Đó. Đang dọn đồ mà đừng có làm phiền con như nữa. Phiền vực. Không phải, tao thấy mày mới chạy đây mà. Con phòng con là điếm, con đang dọn đồ. Không phải, mày ra mày nghe tao nói nè. Nghị ơi, Nghị ơi. Này, này. Cái gì vậy? Phiền quá, dọn đồ cho về quê mà ông cứ gõ cửa hoài. Không phải, này. Cái phòng này không phải là phòng của ông. Cái phòng ông phòng bên tay phải mà, đúng không? Ờ, chết cha. Ủa, phòng tôi bên kia hả? Ông vô lộn phòng nha. Ê, xin lỗi, đừng có nói nghiện nha. Ừ, đi về phòng mình đi. Rồi, rồi. Ủa, sao? Ông Dũng, ông bị điên à? Nhà bên đây mà. Đi về nhanh lên. Ủa, vợ tôi kìa. Ê, để tôi về phòng tôi chứ. Sao kỳ vậy? Nhà tôi sẽ giống cái mật thất vậy trời. À, ông Dũng ơi, có chắc là nhà ở đây phải không ông Dũng? Ông Dũng ơi! Chắc mà! Phòng tôi đây nè! Tất cả bước ra ngoài hết! Nhớ lên! Thì chỉ mà ồn ào rửa ấy mới nữa. Về quê mà làm... Sao mày... Dạ ông đâu, kêu ra luôn. Mà... Cái gì kỳ cục chứ không biết nữa. Mình cứu tôi mình. Nhà có cái cửa lớn không chịu đi. Đặt nó cái giò một khúc nè. Cái cửa nó cao vậy. Thì ta đi cửa lớn đi. Mày đặt thọt ra chứ. Rồi leo ra không được. Rồi hai người đỡ giùm hai vợ chồng tôi luôn đi. Cái nhà tôi bên đây nó có cái gì đó. Nó hơi sai sai rồi đó nha. Tại sao vậy? Cái vách chính giữa là tôi với thằng Nghị là đồng loạt phá. Tại vì cho nó mát, cái bên này nóng quá. Nóng chịu không nổi. Nhưng mà ông yên tâm đi, tối là 2 tiếng đồng hồ tôi kéo cái màn lại. Chi vậy? Kéo màn lại tôi... Gì? Chuyện của người ta hỏi chi à? Đúng không mình? Chú. Cái gì? Trong 2 tiếng đồng hồ đó, con không ngủ được. Con cũng không học bài được. Sao vậy con? Con đừng có khóc. Sao 2 tiếng đó không ngủ được, không học bài được? Nói chú nghe, chú giải quyết. Con rinh. Mình đứng đi. Lòng. Bây giờ con hãy làm tới tôi không? Con về Tây U con. Con dọn đồ đi, con dọn đồ đi. Con không? Sao? Ở tới mùng 2, 3 Tết là về. Không, tôi phải về, tôi hứa với con tôi rồi, đâu có hở lỡ lại được. Thôi về xong rồi lên bây giờ sửa bức vách cho tôi nghe chưa? Không có dùng cái vách này để tôi sửa. Nhanh lên, dọn đồ. Chú Tư ơi, mệt rồi. Cái gì, từ từ rồi, chú dọn vô coi. Mệt rồi. Mất cái gì, bình tĩnh đó chú nghe, mất cái gì? Mệt dây. Đang nói chuyện mày, tự nhiên mày chửi tao mất dạy. Mệt dây, dẹp. Dây rồi. Mất dây. Dây rồi, cái dây, cái vẽ tàu có nó bỏ trong cái dây nữa. Chết cha, vẽ tàu để đâu? Đâu rồi, rồi, không có vẽ tàu, mình rắn mà con về với thầy u con rồi. Trời ơi, chết mà, rồi. Mình ơi, trời mình. Mất rồi mình ơi. Ông Tư ơi, ông xử lý cái vụ này giùm tôi với ông Tư. Cái vụ gì nữa, mất cái gì nữa? Vợ tôi mất. Mất cái gì? Mất trình. Mất hồi nào? Sáng còn giờ mới mất. Con nó hoang mang quá chú ơi. Mới mất kêu mất. Tôi mất con búp bê tên Trinh. Búp bê ông ơi. Ở không quá thì nói là con búp bê tên Trinh là được rồi. Mà cái chuyện nó bình thường đâu, có gì đâu. Thì mất thì mua con khác về cho đứa nhỏ, có gì đâu. Mua con khác thì nói gì, tôi mất con búp bê đó không có đáng là bao nhiêu tiền chứ. Nhưng mà hai cái vé tàu tôi để trong con búp bê mất luôn là sao? Chú ơi, sắp tới giờ tàu chạy rồi chú. Bình tĩnh đi.
Thì bây giờ ở đây đi, rồi tôi kiếm thì nào có giấy tàu rồi về. Trời ơi, sao tàu mà được tàu chạy vậy hơn tới giờ. À, được rồi, để tôi nghiên cứu nha. Nhà tôi là từ xưa giờ không bao giờ có vụ ăn cắp vặt. Tại sao lại như vậy? Để tôi điều tra trong nhà này coi. Mấy người là khứng giái tổ tiên, khứng giái coi có ai tìm ra được cái giấy xe đi. Giấy đi mình. Tôi phải suy nghĩ mới được. Tại sao như vậy? Tại sao có thể? Hai! Đưa tôi lên bàn thờ hồi nào vậy? Mời đây, để tôi suy nghĩ cho. Thôi khỏi đi, bây giờ mình vô mình lục đồ. Con vô con kiếm. Ông kiếm kỹ con. Bây giờ tao chay rồi trời. Kiếm tôi kỹ, con còn không có thì tao đi mua cho cái vé khác. Không có rồi chú ơi. Không có rồi, vé ơi, về đi chạy. Chắc chết luôn. Bây giờ mất vé rồi. Ông để cho ông Chi vậy? Thôi ráng năm sau tôi với bà về nha. Ông nói gì mà nghe được hả? Trời ơi, một năm có một lần đâu mà tự nhiên giờ kêu không về. Không hay quá à. Bây giờ coi còn tiền không? Bây giờ hết tiền mất vé đúng không? Tôi với ông đi bộ về cũng được vậy? Đi bộ về luôn hả? Chứ sao? Cho ông cuốn lịch 2017 đó. Ôi chi vậy? Sao ông giữ xài? Tôi đi bộ về tới nhà là 2018 rồi. Thôi được rồi, cảm ơn nha. Con đang kiếm, mày kiếm mà có kỹ đi. Bây giờ không có rồi. Không có vẻ tông rắn mà con về mày thay ủa con được. Thôi, mày chưa. Cái gì vậy? Ai gọi vậy? Chú ơi, thầy con gọi. Alo, thầy. Vâng, con đang ở trên tàu rồi. Con đang chuẩn bị về với thầy Ú đây. Vâng, con về với thầy Ú. Con ở trên tàu à? Trên tàu là có mấy lành nè, có mấy người ở quê mình nè, có mấy người ở quê tốt với con lắm. Lúc này có cái chú kia còn cho con ăn đùi gà nữa. Vâng, thầy Ú yên tâm, sáng mai con về với thầy Ú rồi. Vâng, con phải về thôi. Bây giờ mà không có vé, con ra ngoài bến xe, con leo lên nền nóc xe, con chui xuống gầm xe miền nắng mà con về với thầy Ú con. Con lôi láo với gia đình chứ vậy con. Con xa thầy Ú con buồn. Kiếm lại con ơi, tôi để con có để trong đây không? Con Trinh, có Trinh rồi. Trời ơi, hai cái vé. Có cái vé tao rồi. Rắn mà chú lấy dây của con rồi. Trời ơi, ông chơi gì ác gì ông Tư? Trễ vé, trễ giờ người ta về quê rồi. Mấy chú có vẻ chứ là chú lấy cái dây của con rồi, mất dây. Không mất dây, giờ có dây rồi con. Cái này con chửi thật nữa. Chuẩn bị đi. Tôi cũng xin lỗi mọi người. Tết nhất là thấy mọi người về quê ăn Tết, có gia đình vui, vui lắm. Còn tôi á, con trai đi nước ngoài bị biệt mười mấy năm trời, chưa một lần nó về với tôi. Có nhiều khi gọi điện thoại cho nó, nói ba mày bệnh nặng lắm. Nó kêu vậy bệnh vô bệnh viện, cứ vô đi rồi xong rồi con gửi tiền về cho ba thanh toán bệnh viện. Rồi của nó cũng không về luôn. Hứa rồi cũng không về. Nên tôi mới bày cái trò này ra. Thật sự ra tôi thương mọi người. Tôi muốn mọi người ở lại ăn Tết với tôi, để tôi đỡ thấy cô đơn. Nhưng mà nghĩ lại thấy mình ích kỷ quá. Tết thôi giờ cho tôi xin lỗi. Bây giờ đi ra tàu liền. Trễ giờ bây giờ đi. Tôi xin lỗi. Đây từ từ khoan. Đây mang cái này về làm lòng, cho gửi lời hỏi thăm ngõ dưới quê nha. Đi về liền, đi 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 nha anh Tư. Đi về liền đi anh.
anh ở lại ăn Tết vui vẻ nha. Sao mà dù gì mười mấy năm nay anh cũng ăn Tết một mình rồi, thêm năm nữa cũng đâu có chết đâu. Năm ăn Tết lên rồi kiếm nhà khác ở nha, tôi không cho mướn nữa đâu. Về đi, chúc không có vui. Tôi bị đuổi đó hả? Quá giỡn với ông thôi, đi về đi, tranh thủ nhanh. Ra tàu về liền. Tôi về, tranh thủ về. Lên rồi tôi sửa lại cái tường. Rồi đi về đi, nhanh lên, cho tôi gửi lời mà nghe, con đi đi. Tôi về nha con, chúc Tết đi gia đình vui vẻ nha. Rồi con đi về, đi. Trễ tàu bây giờ, đi về nhanh. Chú Tư, một năm trời qua con ở nhà chú, chú tốt với con lắm, con thương chú như cha con rửa. Con muốn ở lại đây ăn Tết với chú cho chú đỡ cô đơn. Nhưng mà Tết là ngày sum họp gia đình, con không bỏ ba má đẻ con được. Đang đi chăng nữa con cũng phải về với thầy Ú con. Thầy Ú ơi, con về với thầy Ú đây. Các bạn cho mọi người một cái cảm xúc rất là lớn. Mặc dù cái tiểu phẩm các bạn nó không có ầm ĩ, nó không có hoành tráng, nhưng hỏi có tiếng cười không? Có lắng động không? Có. Tôi khen các bạn có một cái kết đẹp, không thoại, không gì cả. Và cái đoạn đó Lê Nam diễn làm tôi rất là thích. Cái cảm giác mà mười mấy năm xa con thì nếu mà mình diễn theo nhiều kiểu cũng được, nhưng mà cái cách này thì tôi thích hơn. Cách này tôi thấy nó đã hơn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nhảy tưng lên, đúng rồi, múa bay lên, trời ơi mày nhảy đi, bay lên, đúng rồi. Muốn về hả? Wow. Gì vậy ông nội? Đoàn ta đang tập tuồng sung quá mà tự nhiên gặp phá anh ta vậy trời. Nghĩ làm sao vậy hả trời? Bây giờ hết chuyện, tôi bán cháu lòng mà trời. Lấy bàn, lấy ghế của tôi đổ lên đầu múa là sao? Ôi trời, trả cái nghệ thuật của người ta trả mà. Trả luôn á, trả luôn á. Quét ai làm gì trả lại, tôi phải làm gì vậy? Nè, tôi nói ông nghe nha. Tôi cho ông mượn 50 cái ghế là bởi vì tôi tưởng ông lấy ghế cho cái gì hết thôi. Tôi thương, tôi giúp đời tôi mới cho mượn. Lấy ai? Gì hả? Tôi phải phê tao là phê địch. Tao lao là giỏi không à. Ông nói gì, ông nói giúp đời hả? Tôi với ông là làm gì là có giấy tờ, có hợp đồng rõ ràng. Trước khi ký hợp đồng, ông đại diện cho bên A, đúng không? Ông cung cấp cho bên B là 50 cái ghế. Bên B có nhiệm vụ là ăn của ông là 50 tô cháo một tháng. Đúng chưa? Trong đó có 25 tô cháo là có hành không có huyết.
đúng không? 25 tuổi cháu còn lại là có quyết mà không có hành. Ông mà làm sao là tôi mang ông đi hành quyết á. Trời, tôi nói ông nghe, cái nhiệm vụ là chuyên môn bán cháu của tôi ha, tôi làm được. Mà nghĩ làm sao tôi cho mượn một ngày là 50 cái ghế, một tháng ăn có 50 tô, buôn bán dạy học chắc à. Hai vậy. Ủa chứ một ngày ăn 50 tô cháu cho học cháu à? Bây giờ tôi không biết, bây giờ tôi hủy hợp đồng. Cái gì? Nè, trong hợp đồng có ghi nha, khi hủy hợp đồng một cái là sẽ bị trời tru đất diệt nha. Ông đã bị bắt rồi cháu. Ê, trong cái lúc này là mình phải bình tĩnh. Rồi về nhà chị thương cho cái nồi cháo đi. Chị thương cái gì bây giờ, lớn cháo rồi. Bây giờ không còn chút lòng tôi bán cái gì. Thì mình đổi qua bán cháo dinh dưỡng. Được không? Quê ông ở đâu? Ở Cần Giờ. Trời ơi, tiềm năng kinh tế lớn quá mà không nhận ra. Ủa vậy hả? Mình lên đảo khỉ bán cho khỉ nó ăn đi. Trời ơi. Ý ông nói là tôi giúp khỉ hả? Ôi trời, cái gì? Tôi giúp khỉ. Ôi trời, đừng có nói vậy, con khỉ nghe được nó buồn lắm nội. Khỉ nhau vậy cha. Ghế nha, ghế lấy chỗ nào đem về chỗ đó. Nhanh. Lấy nhẹ đi, trả đi, trả đi, trả đi. Dẹp, 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 trả đi, trả đi. Tôi mới cầu cháu lòng rồi, bây giờ còn nói tôi giống khỉ. Nghĩ sao, mặt ngày mà chưa giống khỉ. Sao? Nè, đâu ơi, ông ơi. Trả luôn, trả luôn, trả luôn, trả luôn. Ê, trời. Trả luôn, trả luôn, trả luôn. Đứng lại lấy cái ghế coi. Đứng lại cái ghế, lấy cái ghế coi. Trả ghế cho tao. Rồi hết bàn, hết ghế, hết bàn, hết ghế rồi. Khỏi múa. Coi như khỏi múa, khỏi múa mấy đứa ơi. Mình chuẩn bị á, mình đem lông công nè. Rồi á, mình đem chống chầu rồi ra, mình múa đi. Về cái ghế cái bàn này dẹp hết cho rồi đi, nha. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời ơi. Hả? Người ta múa bóng rổi. Là người ta múa chống chầu đúng không? Dí không kịp luôn, dí không kịp luôn á, thiệt á. Ông chạy cháy sợ luôn đó. Trời ơi, trời, làm như là không có ghế, tôi múa không được vậy. Xin lỗi là nghệ thuật múa bóng rổi có thể mình phát triển thành nhiều hướng khác được. Hiểu không? Bây giờ đó, nhà tài trợ kêu tôi á là phải khôi phục lại cái nghề này đúng không? Tôi tính rồi, mình phải phát triển lên. Bây giờ tính như thế nào, mình phải kết hợp có tuồng ở trong đó nữa. Mình vừa múa mà mình vừa hay tuồng, người ta coi người ta mới thích. Không được ông bầu ơi, mình múa cái nào giống như truyền thống đi. Mình lấy chống chầu rồi mình múa nè. Bây giờ ông bắt tụi tôi đợi bàn đợi ghế không ra gì hết trơn trời. Mà tao mệt quá, tao nói mày cãi tao hoài. Trong đoàn mình tôi có mời cô Thanh, cô Đào là nghệ nhân múa bóng rổ gì đó. Gì? Ai mượn? Dạy mình. Dạy gì? Mà dạy rồi lấy hợp đồng tao sao? Tao lao là giỏi mà. Bây giờ tao kết hợp tuồng vô luôn. Hiểu không? Bây giờ tao sẽ làm một cái tuồng mà từ đó giờ chưa ai bao giờ khai thác. Cái tuồng rất hay mà đã vào lãng quên. Tuồng gì? Tấm cám. Dữ á. Dữ á, tuồng có mấy nguyên luôn á. Trời ơi, cười xuyên Việt mùa nào cũng có luôn á. Ô nhờ mày nhắc tao mới nhớ tao sẽ làm khác. Khác sao? Kỳ này là tấm về tấm không bao giờ mà chịu nhường nhịn chồng cho con cám. Tấm sẽ tranh giành hoàng tử với cám. Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi phân giai thì sao? Phân giai, ta là một ông bầu, ta phân giai là ta phải tính cái khả năng và cái chiều sâu về cái kinh nghiệm thì mới có thể đóng được cái giai tấm. Sáng mày mới làm cái gì? Sáng ăn cơm tấm. Mày đóng giai tấm đi. Con sáng giờ con không ăn, vậy cho con cho heo ăn à? Mày đóng giai cám. Ủa gì kỳ vậy? Vô giai, ta phân tích là vô hết. Rồi ai đóng giai hoàng tử? Giai hoàng tử khó lắm. Phải một người cái mặt nó phải đẹp. Tướng tá phải sáu múi. Tướng tao là không có hợp được cái giai hoàng tử rồi. Đúng. Bởi vì tao quyết định tao đóng giai hoàng tử. Tao là bầu và tao có quyền chứ. Ông đóng giai hoàng tử hả? Ừ. Vậy thì vô tuồng luôn nha. Vô tuồng đi. Nè, cám, tại sao lại giật chồng của chị? Hay quá. Tâm à, em muốn giật chồng chị, rồi chị làm gì em? Đúng rồi. Chị trả chồng cho em lấy giùm chị đi. Thôi chị ơi, hoàng tử là thuộc về cô Tấm, chưa giờ đến vậy. Lấy giùm đi, lấy không, chị ơi, hoàng tử là của chị, làm sao? Đây, đây, đây. Tên là tao hoàng tử, mày đuổi tao như thú vậy. Tôi mày tào lao không à. Ông làm hoàng tử tôi diễn mới được. Bây giờ tao mày phải tưởng tượng được chứ. Mày đơn nguyên tưởng tượng mày đâu. Tưởng tượng đi. Vô tuồng. Vô tuồng. Hay lắm, giỏi lắm. Nè Tấm, sao lại giật chồng của chị? Tấm à, em muốn giật chồng chị, rồi chị định làm cái gì em? Hay đó, được. Cây muốn lặn mà gió không chịu ngừng. Mấy cưng,
đem vàng giáo ra đây. Thôi dậy, dẹp dẹp đi, dẹp đi. Ủa sao vậy ông Bảo? Tao giao mày dây tắm là đúng rồi, sáng chắc mày ăn cơm gì chứ mà ăn cơm tắm đâu. Mày không có kinh nghiệm. Cái thời tắm cám làm gì có ngành xây dựng mà mày kêu mang vàng giáo. Ủa lại vậy? Thì mày nói mới nói là mang vàng giáo ra đó. Vàng giáo là cái giáo gắm như nguyên vàng nè. Ủa mày điên quá, vàng giáo là mấy cây sắt nó bắt chéo con tấm vé bắt ngang vậy nè. Con thợ hồn đứng chơi con quét vậy nè. Đó là cái vàng giáo. Có mình ông suy nghĩ như vậy thôi đó. Vậy cái này là cái gì? Thì nó cũng là cái vàng giáo á. Ờ vậy. Mấy cưng đem vàng giáo ra đây. Dạ. Mày thấy chưa? Cái gì vậy? Tập gì tập lẹ lẹ, đi nhậu giao tiếp với bên thờ hồn kia mới mừng được á. Tập tốc độ và chạy vào nè nha. Trời ơi ông nội ơi, xỉn quá vậy. Cái vàng giáo là cái này nè. Tầm bậy. Cái vàng giáo là mấy cây sắt bắt chéo qua chéo lại, chéo qua chéo lại, có miếng dán lên trên thờ hồn đứng to rồi. Đó, đó nè. Đó luôn á. Hình ảnh chứng minh. Tập lẹ lẹ đi rồi tôi qua bên nhậu tiếp rồi chút qua tôi lấy nha. Cái gì ông Bảo? Bảo im lặng đi. Trời nó tưởng tôi. Trời người ta đang xây dựng mà. Ông áo sao ta xây dựng ta tô tường á mà. Ủa cái tường đâu rồi? Ôi bây giờ anh không thấy cái tường nữa rồi. Cái tường đâu rồi mà xây được? Ông Bảo trời ơi. Các bạn nhớ nè, thì đây, đây, đây. Nhớ có cái tường ở đây nè. Cái tường ở đây nè. Anh ấy bình tĩnh để em lên em chỉ anh cái tường. Ta chỉ là cái tường đi. Để em chỉ anh cái tường. Có cái tường nè. Đi đường nào lên vậy? Mới đường này. Đi đường đó xiên cái tường leo xuống. Leo xuống đi. Xiên cái đây đây. Đi đường này lại xiên cái tường. Đi đường khác. Có cái tường mà. Ủa cái gì vậy trời? Không biết tường ở đâu ra, nhưng biết tường vô đây làm tùm lum trơn là sao diễn? Ông thấy cái tường không? Có, ta thấy cái tường luôn. Cái tường đâu? Ô, cái tường nè. Đó. Điên. Hả? Cái tường đâu có uốn lượn như vậy. Cái tường là bằng phẳng. Ô, hay quá. Hiểu không? Ờ, biết rồi. Họ đứng đây chi vậy? Đứng lên chỉ trong cái tường. Không được, leo xuống đi. Ờ, chỉ xuống. Xuyên cái tường. Ông Bảo. Nó sao? Xỉn rồi, nó xỉn rồi, đừng có chọc nó phá banh cái đoàn mình bây giờ. Ông thôi, nó làm chi giải quyết đi. Sao nhớ có cái tường đang xây tắm tắm cho cô người yêu mà. Sao mất tiêu rồi không thấy cô người yêu nữa, có thấy cô người yêu của tôi không? Cứ qua thêm một ngày. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh. Trời làm liệu, nó làm chỉ liệu. Bởi vậy tôi nói rồi mà. Lớn đầu rồi, hỏi chút là tum tướp. Bà cứ vậy hoài, con đứt thế nào cũng hả coi thường mình hết chứ. Tôi nói vậy có đúng không anh? Tôi nói vậy thôi. Qua thêm một ngày, mỗi biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng chúng mình sẽ... Đây. Lại đây, chửi tao mày y chang hả? Hai đứa bay, tao nói thiệt tụi bay á. Gặp con trai một cái là tụi bay lộ giới tính liền. Tao mê từ từ tao chứ. Mê gì mà mê tào lao là giỏi không á. Tao làm cái gì á? Cái cô người yêu xinh đẹp. Trời ơi. Ủa nói ra gà luôn. Hỏi. Ấm anh xuống đi. Nó xỉn là vô nhà chung với anh nhé. Tất cả mọi người kẹt tôi nè. Tôi kẹt luôn. Kẹt cái máy, lấy máy khoan xiên tường đi. Sao vô đây quậy phá nè. Ông tỉnh lại coi em làm gì hồi tao nói vậy ông Bảo. Nó xỉn là không hồi tao nó phá rồi. Thì rủ nó về đi. Mày ấy ơi về đi. Ấy không về đâu. Đi ra đi. Tôi chọn nhà người ta đang xây dựng mà. Chưa. Lui ra đi. Kêu bạn nhậu nó về, dẫn nó về đi trời. Bạn nhậu của cui đâu? Đây là bà Phương ơi. Bạn nhậu cui đâu? Mấy đứa này vô nó phá đoàn kìa.
Khai Yên. Sao bạn nhậu bỏ cười? Bây giờ bạn về mà anh bạn nhậu với tôi. Nhậu phải không? Đúng rồi. Để đi về hả? Leo lên trên kia rồi tôi đẩy về. Nhậu gì? Leo lên trên đây. Leo lên tôi mới đẩy về. Cao lắm con. Leo lên trên leo đây lên. Có chừng anh nó dưới bức tường. Đối với ai cũng được. Đối với bạn nhậu tôi là tôi phải xem trọng rồi đó. Đúng không? Cái chừng nó té. Rồi đẩy bạn nhậu vô đi. Mày cẩn thận nha. Có chừng hư cái bức tường. Thì cứ thôi là tiếp vụ dàn giáo nha. Chưa tập được cái gì luôn á. Thôi đi. Dạ. Bỏ chuyện đó đi. Bây giờ tụi bay không có làm được cái gì hết á. Thôi không làm được đâu. Bây giờ nè, cục quá. Tao nhắc thoại cho tụi bay. Rồi tụi bay tự thoại đi. Ừ. Để tao suy nghĩ cái bản nó nhắc tụi bay cho. Là ông nói gì nói theo đó hả? Ừ, đúng rồi. Vậy đi cho lẹ. Ngày xưa Tấm và Cám là đôi bạn đức thân với nhau. Một buổi nọ, Tấm dắt Cám ra bờ đê. Cám mới nói là: Tấm ơi, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu kẻo không mẹ mắng. Chị Tấm ơi, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu kẻo không mẹ mắng. Cám mới trả lời: Chị Tấm lâu rồi. Chị Tấm lâu rồi. Để xíu. Để chút xíu. Alo. Alo. Gì đó? Gì vậy? Gì ông cháu lòng? Gì cháu lòng? Để tôi nói, ông mới tào lao đi nha. Bây giờ mới nói tào lao nha. Ông gì? Ông chơi giang hồ với tôi hả? Cái gì? Chơi giang hồ với tôi hả? Trời ơi, chắc tôi sợ. Trời ơi, chắc tôi sợ quá à. Trời ơi, bước ra đây xin lỗi đi à. Cái gì? Bước gì nữa chừng? Cái này cũng có tạo lao. Trời ơi, giỡn mặt hả? Trời ơi, giỡn mặt. Trời ơi, sợ quá. Tào lao không à. Trời ơi, cãi lộn lại ta là cúp máy. Trời ơi, trời. Trời. Tao nuôi hai tụi bay tốn cơm thì cả mới tập có chút xíu tụi bay ngủ hết rồi. Ủa nào? Cái tụi gì bạo lực dữ vậy? Bạo lực gì? Ông kêu đánh lộn lum la đó. Bây tao nghe điện thoại mà. Tao lạnh quá à. Tụi nhiên đang nhắc tụi nghe điện thoại chi vậy? Không làm mấy tào lao đâu thôi. Để lao lâm ngọng. Đứng lại coi. Từ từ tập nó mới ra tuồng chứ. Một đêm làm sao ra tuồng được. Để suy nghĩ coi. Đánh nhau cũng được. Sau khi đánh nhau xong rồi vẫn không tranh giành được hoàng tử. Lúc đó mới mời ông Bụt. Giống như là ông Bụt là tổ tưởng tổ hòa giải vậy đó. Bay xuống đây để phân xử ở hoàng tử thuộc về ai. Vậy hả? Vậy ai đóng vai ông Bụt? Tao luôn. Trời ơi. Tao làm được hết, tao bao hết mà. Bây giờ tao sẽ có một cái chiêu. Khi đó là ông Bụt, tụi bay vừa kéo ông Bụt cái ông Bụt hạ cánh từ trên trời đáp xuống dưới đất. Ờ. Lúc đó khán giả vỗ tay. Rừng. Vẫn không quên móc cái tiền ra đưa cho tao. Dữ à? Dạ. Không vậy trời. Thế, bây giờ tụi bay cứ kêu là: Ông Bụt ơi, từ cái tao là ông Bụt đây là tao bay ra. Dạ. Đây. Giờ ai kéo tao ta? Ê Phương ơi. Thôi mày bớt nhậu đi. Mày vô kêu hoài vậy? Mày vô mày kéo dây cho tao coi. Kéo dây là kéo gì? Nó xỉn không biết làm được không trời. Ai biết. Thôi mày vô đây mày cứ kéo tao chỉ mày cho. Đi không nổi là sao kéo cho nổi. Thì tao cứ kêu tao là Bụt đây là mày kéo. Được không? Ừ. Ê vậy giờ tôi thoại tự thoại nha. Mày tự thoại đi. Nè Cám, tại sao lại giật chồng của chị? Sao chị cứ hỏi em hoài vậy? Em muốn giật chồng chị rồi chứ làm gì em? Được lắm. Nếu vậy thì chị không khách sáo nữa. Chị sẽ kêu tổ trưởng tổ hòa giải ra đây. Ông Bụt! Ta là Bụt đây. Trời ơi. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Chả Bụt lại đang diễn mà Phương. Ủa sao? Em này kéo sao mà ông Bụt ông bay thụt vô trong vậy? Kéo lô tài. Kéo ông ra đi trời ơi. Kéo đàng hoàng lại. Đem ông ra lại. Ra. Ông Bụt. Sĩ ơi, cho tao xả dài cái. Hả? Thằng khốn này. À, đừng đánh nha, đánh chạy là kéo nữa đó. Mày giỡn mặt tao, mày đứng lại, tao quýnh mày. Bữa nay không quýnh mày, tao còn mày lắm bầu, đứng lại. Mày đứng lại cho tao. Trời ơi. Ông Bầu. Cái gì kỳ vậy trời, Phương ơi, mày kéo gì vậy? Cán Bụt ra lại. Trả Bầu về đi trời ơi. Trả Bầu đi, từ từ đi. Ông Bụt ơi. Đi. Về ông Bụt đi. Ông Bụt. Kéo đi Phương. Kéo đi Phương ơi. Ông Bụt tự nhiên. Cao quá đi. Thằng nào kéo cái dây này?
Thằng ơi, tôi á bạn. Tao nói thiệt với mày, mày không phải bạn nhậu tao là tao lấy cái bài tao tô mày luôn, mày tin không? Tôi lỡ tay. Nó đang cái tô tường mà. Mày kéo nó kiểu gì vậy mày? Nó giận quá trời. Thôi cho cho. Được không? Không mày không. Rồi. Đi giờ. Đi giờ đi. Làm lẹ đi về ăn Tết nha bạn. Tết nhân rồi. Trời mệt quá, làm tào lao quá, làm lại đàng hoàng đi. Ông chửi chứ bây giờ ông đuổi cái đủ á. Chuẩn bị diễn rồi đó. Vô đi. Kêu lại nha. Ông bộ cái tường của tao đó rồi. Cái tường. Cái tường nè. Không có nói ta. Thả xuống. Không. Thả xuống, thả xuống, thả xuống. Thả xuống kênh. Thả xuống. Thầy à, thằng kia mày ra đây. Tao nói thiệt, tao rất ghét cái thằng bạn nhậu này. Mày sao vậy? Cái tường tao mày kéo hoài là sao tao tô? Lỡ tay. Mày lỡ hoài. Từ nãy giờ không tập được gì với mày luôn á. Không có được luôn á. Lỡ da nè. Lấy ra, lấy bức tường về đi. Lấy bức tường về. Cứng quá. Ê, mang về quê đảnh đảnh tô xong rồi. Qua Tết, đảnh mang lên giao cho chủ cũng được mà. Được không? Được. Về quê nha. Về. Không có kéo nha. Rồi bây giờ tóm lại là có kéo nữa hay không? Mày nghỉ luôn đi. Mày đi nhậu đi. Cảm ơn ông bầu. Tao không cần kéo nữa. Mà muốn chết luôn. Bây giờ sao ông bầu? Bây giờ bỏ cái màn bay từ trên xuống dưới đi. Phải bay cái ông bụt cái là tự nhiên rồi. Tao đứng đây. Tao đứng sẵn ở đây nè. Rồi chiêu lại cái nha. Ông bụt cái là lao qua. Mình mua đâu rộng dữ. Xin thở liền. Ông bộ bụt ơi, là bụt đây. Ông bộ, ông bụt đây là gì vậy? Trời ơi, mày mua ra rồi. Cái gì mà vậy? Mày mua ra rồi. Hạ xuống, hạ xuống. Mày mua ra xuống. Hạ xuống, hạ xuống. Hạ xuống, hạ xuống. Trời ơi, cái gì vậy trời ơi? Hạ xuống thôi. Anh Nam ơi! Anh Nam ơi! Hạ xuống! Anh Nam ơi! Cái lời, cho lời! Chạy! Anh Nam luôn! Cái quần của ta nó gì rồi? Anh làm gì chỉnh vậy? Đang chỉnh cái quần. Cho ông xuống đi, tôi nói chuyện cho ông xíu. Không cho xuống. Chết tôi rồi. Anh Nam xuống đây xíu. Không cho nó luôn. Nè, nói nghe nha. Cái vụ gì? Ông nói là ông làm chiêu cho ông bay vậy đó, cho ông bay đã luôn. Anh Nam xuống đây xíu đi. Cho ông xuống đi. Anh làm gì mà xuống? Cho ông xuống chứ. Ông là mạnh thường quân đó, đưa xuống đi. Mạnh thường quân kìa. Xuống, xuống. Phong, cho xuống, Anh sao vậy? Không sao đâu. Tôi vô. Mệt quá. Ủa tập bán này chi vậy? Tập bán này là làm mấy cái vụ bóng rổi mà ông nói tôi làm á. Cái gì? Bóng rổi đó. Bóng rổi đu dây luôn hả? Đu dây tôi tính cho là đu dây nè. Rồi tôi tính cho là motorbike luôn. Tôi làm đầy đủ trò chơi trong đó. Rồi tính cho ảo thực xiết luôn. Ủa, làm chuyện chi? Trời ơi trời. Thời bây giờ nè, hát là cũng phải có chiêu trò, đúng không? Thì hài mà còn lip sync mà, đúng không? Thì bây giờ mình bóng rổi thì mình làm cho nó rảnh rỗi chút xíu. Em muốn làm mới đúng không? Đúng rồi. Em muốn làm mới đúng không? Đúng rồi. Tôi đồng ý anh á, nghệ thuật là cần làm mới, nhưng không phải gì mới cũng được. Cái này là bộ môn nghệ thuật dân gian, anh làm vậy làm sao được? Cái truyền thống của mình á, nghĩ sao vậy? Ủa, thì nhưng mà tôi làm mới mà sao tự nhiên? Đúng rồi, nhờ làm mới của anh đó mà cái biến tướng luôn á. Biến tướng. Nè, luôn. Anh thấy ông làm mới biết mà muốn bóng rổi bây giờ người ta nghĩ là cái gì? Được công nhận cái gì không? Rồi những người làm nghệ nhân á, họ được công nhận không? Thì tôi muốn á là giữ lại truyền thống. Anh làm nghề á, làm nghệ sĩ á, không có tôn trọng nghề của anh, ai tôn trọng anh? Hả? Thì đâu phải có tiền rồi muốn nói gì đâu. Bây giờ sao? Thì thôi từ từ đi, có tiền là cha là mẹ mà. Người ta nói đúng mà. Tao biết rồi. Bây giờ sao? Sao là sao? Bà Đào với bà Thanh đâu? Bà Đào bà Thanh gì đuổi người ta đi lúc không cần vậy? Đuổi người ta đi. Bà Đào bà Thanh đâu? Thanh vậy? Anh không cần mà. Thì hồi nãy không cần, giờ tao cần. Bây giờ muốn cứu ông đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà phải hứa là tôi kêu cô Đào Thanh ra là ông phải giữ y nguyên, không có làm bậy bạ nha. Chứ sao không giữ, không có tiền xài không? Ông yên tâm, tôi chuẩn bị sẵn rồi, cho người tập luôn. Tôi làm phong rồi, chớn chở luôn á. Bây giờ giải quyết sao? Mê mà. Bây giờ có rồi. Tôi dạ, có. Bây giờ không, tôi hủy hợp đồng rồi đó. Có, cô Đào, cô Thanh ơi. Mọi người ơi, ra đây, mua ông rỗi nè mọi người ơi. Ra đây. Đâu rồi, mua sao? Mua đó là gì? Căng màn lên. Ô, nó chuẩn bị hết trơn rồi trời. Dạ có. Rồi nhạc. Ba đầu. Woo!
ơi, thiệt bây giờ thật sự tôi biết con đổi nó đẹp như vậy, xem nữa tôi đánh mất một cái giá trị đẹp như vậy rồi. Bởi vì cái này là con mê mà. Ủa, cho tôi gõ cái nha, được không? Dạ được. Dạ được không? Ai ai là ai quá ai quá. Ông bầu, ông ơi, vậy là ông giữ lại cái bóng rổ này nha, ông đừng có thay đổi gì. Biết nha rồi. Vậy ta tệ đi show với tôi nha. Rồi, tôi sẽ đi show với ông. Quang ông bầu. Được phần thi của mình với tinh thần luôn luôn lạc quan và đầy sức trẻ. Và chúng tôi xin được phép trân trọng cảm ơn phần trợ diễn của các nghệ sĩ Minh Trọng, Lạc Hoàng Long, Quỳnh Phương, Trịnh Tú Trung, Hữu Đăng và đặc biệt là các nghệ nhân thuộc đoàn Búa Bóng Rổi Thanh Đào cùng với phụ đoàn ABC. Và ngay sau đây chúng ta sẽ lắng nghe đôi lời đánh giá đến từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh dành cho nghệ sĩ Lê Nam. Cảm ơn Lê Nam, cảm ơn tất cả các bạn và nhất là đoàn múa bóng rổi của Thanh Đào. Và tôi rất là hồi hộp khi mà nghe Trọng nói là cái câu là múa bóng rổi, bởi vì tôi sợ bạn làm. Thiệt tình là tôi sợ bạn làm, và cái sợ đó tôi muốn tò mò thử xem là bạn làm múa bóng rổi kiểu gì. Nếu mà ai yêu cái văn hóa dân tộc thì có lẽ là nhất là trong miền Nam mình thì rất là sẽ có biết về cái bóng rổi này. Và cái bóng rổi này thì thường thường là trong những mùa hội đình cúng bà thì các cô bóng rổi múa để dâng mâm vàng, múa để dâng bà, để cầu cho một năm quốc thế dân an. Và thật sự ra thì cảm ơn Lê Nam, em đã đưa cái bóng rổi lên sân khấu này, sân khấu Cười Xuyên Việt. Bởi vì rất lâu rồi, tôi muốn xem những cái múa bóng rổi truyền thống. Và bây giờ nó bị dần dần nó bị biến tướng đi, và làm cho cái nét văn hóa truyền thống đó, nó không còn giữ được cái mà vị thế của nó đáng phải có. Và ngày hôm nay rất cảm ơn đoàn múa bóng rổi Thanh Đào đã cho quý vị khán giả xem những cái màn múa rất là độc đáo. Múa bóng rổi nó kết hợp về tâm linh, kết hợp về nghệ thuật. Như quý vị thấy xem múa nè ha. Rồi xem như là biểu diễn xiếc, nhưng thật sự ra nếu múa mà chính thống thì trong cái lúc múa đó những cái người mà đến dự cái buổi lễ đó có thể dâng những cái sớ cầu an cho gia đình để mình cầu một năm tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay với mảng miếng cười á thì chắc có lẽ là em đã nghe khán giả cười xung quanh em rồi chứ gì. Dạ. Và em mà anh cũng rất là cảm ơn em và khen em là dám đem cái bóng rổi lên sân khấu. Và em rõ ràng là em cũng đánh động cho mọi người là hiện nay cái bóng rổi đang bị biến tướng và chúng ta cần đặt nó đúng cái vị trí xứng đáng để cho cái nét độc đáo của ông bà mình từ ngàn xưa để lại thì có lẽ là chúng ta nên gìn giữ và để cho kế tục có cái lớp kế tục cái nét đẹp đó. Và cảm ơn Lê Nam cùng tất cả các bạn, em có một tiết mục thi rất dễ thương và rất là tốt. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Xin cảm ơn những lời khen đến từ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và chúc cho anh Lê Nam sẽ có thật nhiều số điểm thật là tốt đến từ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh ạ. Và kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn một tiết mục dự thi nữa mà thôi. Và ngay sau đây, Hoài Rapper xin được phép mời quý vị cùng quay trở lại với MC Bảo Cun.